bây giờ chị sẽ cố gặp những cái idol không? Cái thực lực cao. Đây là Quảng Trị. Đẹp quá. Mẹ ta bảo là mua cho mẹ ta cái áo dài. Ta lên mẹ. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Đúng là cái này có bão lũ vào thì chìm hết, ngập hết. Những ngôi nhà làm đây rất là nhỏ. Đây, ô bạn như thấy. Giờ tôi còn nói được cái gì à? Hôm qua tôi nhớ Nguyên, tôi là quay người, tôi nhớ Nguyên. Tôi biết ra tôi là về, tôi nhớ, nhưng mà một tình mà tôi ấy, đánh người. Đánh người, nhiều người để nhớ,